Chương 381. Phiền toái trên thân. Chứng kiến thái độ của Vô Nhai Tử, Thiên Chuyển Cảnh cường giả kia hừ lại một tiếng. Đồ bỏ đi chính là nói bọn ngươi đừng có mà không có mắt, nếu không ba người các ngươi đều làm thịt hết. Thiên Chuyển Cảnh cường giả kia lạnh lùng liếc nhìn bọn Nhiếp Ly, nghe được cường giả Thiên Chuyển Cảnh giới nói, Vô Nhai Tử trở nên giận dữ. Được rồi, chúng ta vẫn lên đi thôi. Nhiếp Ly vỗ vai Vô Nhai Tử nói. Nguyên bản chứng kiến thần thái Vô Nhai Tử tức giận, Thiên Chuyển Cảnh cường giả kia bắt được một tia khí tức, trong lòng nổi lên nghi kỵ, nhưng thấy bộ dáng yếu nhược của Nhiếp Ly khi thế của hắn mạnh lên. Cùng một tên Thiên Mệnh Cảnh xưng huynh gọi đệ, tu vị của Vô Nhai Tử đoán chừng chỉ có thể là thế. Vô Nhai Tử lắm chặt lắm đấm, hắn ở trong Yêu Thần Tông cũng coi như là một nhân vật, ai dám gọi hắn là đồ bỏ đi. Đám người các người mau cút cho ta, cho các người lựa khắc thời gian, nếu không lăn thì không cần đi nữa. Vô Nhai Tử chỉ mặt Thiên Chuyển Cảnh giới kia, đổi giận nói. Nghe Vô Nhai Tử nói, tên kia giận quá hóa thành cười. Tiểu tử yêu tộc trước mặt quả đúng là cuồng vọng vô tri. Đúng lúc này Long Thiên Minh để ý đến động tĩnh bên này, liền hướng nhìn sang trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Bẩm thiếu chủ, bên này có ba thiên mệnh cảnh giới yêu tộc đang đuổi đi nhưng chúng không chịu. Thiên Chuyển Cảnh giới cường giả lập tức khom người, bảo bọn chúng cút xa một chút là được. Long Thiên Minh không đếm xỉa đến, chỉ là ba thiên mệnh cảnh đuổi đi là được. Chỉ là ba tên yêu tộc thiên mệnh cảnh, Long Thiên Minh chỉ cần cho người đánh chết là được. Chỉ là hư ảnh thần cung sắp mở, mà trước đó hắn đã cho cổ hàng mượn 200 tên thiên chuyển cảnh. Cho nên tùy tùng mang theo tương đối ít, vẫn là lên giọng điệu thấp một chút thì tốt hơn. Tên tùy tùng thiên chuyển cảnh kia quay lời nhìn Nhiếp Ly trầm giọng nói, các người nghe thấy chưa, thiếu gia chúng ta bảo các người cút. Thấy tên tùy tùng này coi trời bằng vung, Vô Nhai Tử vô cùng căm tức. Trước có người cướp đồ của hắn, liền bị hắn làm thịt mười mấy tên, trên tay vẫn còn dính máu đây này, vậy mà bây giờ lại có một đám không có mắt như vậy. Vèo, Vô Nhai Tử đột nhiên biến mất. Tên tùy tùng thiên chuyển cảnh lập tức cảm thấy một cỗ khí tức cường đại tập trung thân mình, toàn thân bị bao phủ hơi thở tử vong. Hắn muốn thoát lại phát hiện toàn thân không thể nhúc nhích, bất chợt trên cổ chuyển đến một đạo hàn khí kinh khủng. Hắn muốn la lên nhưng không phát ra âm thanh. Người nói ai là đồ bỏ đi, thanh âm lạnh lùng của Vô Nhai Tử truyền vào tai hắn. Không biết khi nào Vô Nhai Tử đã xuất hiện sau hắn, hai ngón tay đặt trên cổ, chỉ dùng sức một cái, cổ hắn lập tức rốt một tiếng. Có tên tùy tùng này trực tiếp bị bẻ gãy, thi thể rơi trên không trung xuống. Thấy một màn như vậy, đám thủ hạ của Long Thiên Minh lập tức phẫn nộ quát, lớn mật, giết hắn. Hơn 30 tên thiên chuyển cảnh hướng Vô Nhai Tử đánh tới. Các người tránh đi đã. Vô Nhai Tử nhìn Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ nói, sau đó liền hướng nắm thiên chuyển cảnh xông tới. Bành bành bành, hỗn chiến bộc phát. Tuy rằng Vô Nhai Tử bị hơn 30 thiên chuyển cảnh vây công, nhưng không hề rơi xuống hạ phong, ngược lại giết được không ít. Tiêu Ngữ nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi, người cố ý? Đương nhiên, Nhiếp Ly gật đầu. Chúng ta lập tức rời đi sao? Tiêu Ngữ hỏi, đang cho rằng Nhiếp Ly đây là muốn khiến cho người khác ngăn cản Vô Nhai Tử sau đó trốn đi. Không cần, hư ảnh thần cung còn chưa đi vào, sao còn phải về sớm như vậy? Nhiếp Ly cười cười nói, nếu như ngươi muốn tiến vào hư ảnh thần cung, vậy tại sao muốn nhắc lên cấu sự này? Đầu lĩnh đối diện hình như là Long Thiên Minh. Nàng hướng về phía xa nhìn nói, chẳng lẽ ngươi cùng Long Thiên Minh có thù, muốn mượn tay Vô Nhai Tử giáo huấn hắn? Thù thì không có, chỉ là ta cẩn thận nghĩ, rất nhiều chuyện cùng Long Thiên Minh không thoát khỏi liên can. Cuối cùng ta vẫn cảm thấy hắn chính là ở phía sau ám toán chúng ta. Nhiếp Ly nói ra suy nghĩ của mình. Hắn thực có cảm giác Long Thiên Minh giống như là một con bọ cạp ẩn thân trong bóng tối. Nhiếp Ly tình nguyện đối địch với loại người như cổ hằng Minh Đạo Minh thường tranh đấu, cũng không muốn đối đầu với những kẻ như Long Thiên Minh luôn ở phía sau quỷ làm trò, làm cho người khác khó lòng phòng bị. Kiếp trước khi Vũ Thần Tông phong liệt, cuối cùng cũng chỉ có một mình Long Thiên Minh được lợi, cho nên Nhiếp Ly vẫn luôn phòng bị hắn xa xa hơn đám người cổ hằng. Chỉ cần có cơ hội, Nhiếp Ly cũng không bỏ qua thời cơ làm cho hắn suy yếu. Yêu Thần Tông dù có cường đại thế nào đi nữa, muốn tiêu diệt Vũ Thần Tông
đều phải cần trả một cái giá không nhỏ. Uy hiếp lớn nhất ngược lại đến từ bên trong. Nhấp đi hướng về phía xa nhìn lại, Vua Nhân Tử cùng hơn 30 thủ hạ của Long Thiên Minh điên cuồng đối chiến. Cuộc chiến gay cấn, từng cái thiên truyền cảnh giới rụng xuống, đã chết 7 người, Vua Nhân Tử lại vẫn hung hăng như cũ. Tinh lực của huyết mạch thần huyết yêu ly thật kinh người. Nhấp đi có thể cảm nhận được tu vị của Vua Nhân Tử vào khoảng thiên truyền thất trọng, cộng thêm huyết mạch bản thân, đối với đám người Long Thiên Minh cực kỳ khó chơi. Ở một bên, Long Thiên Minh khẽ nhíu mày, hắn đại khái hiểu được tình hình, nhưng không phải là thủ hạ nơi đó, mà chỉ là ba tên thiên mạch cảnh hay sao? Như thế nào lòi ra một tên cao thủ như vậy? Thực lực đối phương rất mạnh. Long Thiên Minh hướng Nhấp Ly Tiêu Ngữ hai người trầm giọng nói, trước hết giết hai tiểu tử kia. Một tên thủ hạ hướng hai người Nhấp Ly đánh tới. Bộ nhai tử tuy đang đối chiến với đám thủ hạ Long Thiên Minh, nhưng vẫn phân ra một tia tâm thần, tùy thời chú ý hai người Nhấp Ly. Hắn đã giúp bọn họ hoàn thành yêu huyết tế, chính là để cho tiến vào hư ảnh thành cung. Nếu Nhấp Ly Tiêu Ngữ chết, đấy hả chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ hay sao? Trong vòng vây, Vô Nhai Tử đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện trước hai người Nhiếp Ly, một tay hướng cổ tên thủ hạ đang đánh tới của Long Thiên Minh bắt lấy, thoáng dùng sức drop một tiếng, tên kia trực tiếp bị bẻ cổ chết. Thấy một màn như vậy, Long Thiên Minh trong lòng rùng mình, đây là bí pháp của yêu tộc. Tên yêu tộc này hẳn là địa vị không thấp trong yêu ly nhất tộc. Tên cao thủ yêu ly nhất tộc lại hết sức thủ hộ hai tên yêu tộc phía sau, xem ra hai tên thiếu niên yêu tộc kia cũng có nội tình không tầm thường bên trong yêu thần tông. Long Thiên Minh âm thầm bực mình, chính mình suốt dọc đường cẩn thận, vậy mà khi tới đây vẫn chẳng phải phiền toái lớn như vậy. Chương 382, đuổi theo. Dừng tay, Long Thiên Minh lập tức ra lệnh cho đám thủ hạ chuẩn bị xông lên, sau đó thả người lướt về phía trước những người này. Long Thiên Minh đối với Nhiếp Ly ba người có chút chắp tay nói, sự tình vừa rồi khả năng có chút hiểu lầm, kính xin ba vị thứ lỗi. Với lại ba vị cũng không có bất cứ tổn thương gì, chuyện này coi như bỏ qua được chứ. Nghe lời Long Thiên Minh nói, Vô Nhai Tử lông mày nhướng lên hừ một tiếng nói ra, xem ra người chính là thủ lĩnh của bọn chúng. Vừa rồi tiểu gia ta mới tới đây này, thủ hạ của ngươi chưa tính là gì, rõ ràng dám bảo tiểu gia ta cút. Là ta thủ hạ không biết mạo phạm, bất quá các hạ vừa ra tay liền giết 9 người bên chúng ta, có ai không có chút quá tay? Long Thiên Minh nhíu mày một cái nói ra, tuy rằng không muốn gây phiền toái, nhưng Vô Nhai Tử muốn còn truy cứu, hắn sẽ không chịu thua. Thủ hạ bị giết đến 9 người làm cho hắn trong nội tâm có chút căm tức. Nghe được lời Long Thiên Minh nói, Vua Nhai Tử trầm hừ một tiếng nói ra, ra tay quá lặng, đây đã là nhẹ rồi. Nếu chúng ta không có đủ thực lực, các ngươi bây giờ có thể khách khí mà cùng chúng ta nói chuyện vậy sao? Sợ rằng là ba người chúng ta sớm bị giết chết rồi. Chỉ có thể nói 9 tên thủ hạ của ngươi chết là đáng đời. Nhấp đi mỉm cười, Vua Nhai Tử cũng là tính tình nóng lẩy. Long Thiên Minh càng cùng Vua Nhai Tử cứng rắn, Vua Nhai Tử sẽ càng không từ bỏ ý đồ. Ngươi! Long Thiên Minh tức giận đến hô hấp dồn dập, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống. Hiện tại mấu chốt là phải tìm được cửa vào hư ảnh thần cung, không có thời gian ở chỗ này cùng Vô Nhai Tử dây dưa. Bằng hữu, mặc kệ ai đúng ai sai, các ngươi không có chịu thiệt, sự tình này ta không muốn tiếp tục truy cứu, như vậy kết thúc được chứ? Vô Nhai Tử nhún vai, các ngươi tùy tiện, dù sao nơi này thuộc về ta, các ngươi bây giờ cút đi, ta sẽ không truy cứu. Nghe được lời Vô Nhai Tử nói, Long Thiên Minh vội đều muốn tức điên. Long Thiên Minh nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay nổi đầy gân xanh. Thiếu gia, chúng ta giết ba gia hỏa cuồng vọng này đi, hắn thật đúng là làm cho chúng ta sợ hắn hay sao? Long Thiên Minh nhìn thấy thủ hạ đều phẫn nộ, tất cả đều muốn vây võ, vây công Vô Nhai Tử. Thiếu gia không sợ nhất chính là đánh nhau, chỉ cần các người dám đi lên, tiểu gia ta từng tên một không còn mạng mà quay về. Vô Nhai Tử cũng rất cuồng ngạo nói ra, hắn là yêu ly nhất tộc, thái cổ huyết mạch, có đủ tư cách để cuồng ngạo. Long Thiên Minh có chút không chắc Vô Nhai Tử thực lực đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Tuy rằng hắn đối với thần cấp lòng huyết yêu linh của chính mình có sự tự tin nhất định, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Nhưng nếu cứ như vậy mà rút lui, chỉ sợ sau này Long Thiên Minh trước mặt đám thủ hạ rất khó ngẩng cao đầu. Các người có thể xéo. Nhấp đi nhìn về phía đám người Long Thiên Minh nói ra, hắn vẫn một mực quan sát Long Thiên Minh tâm tính.
so với đệ tử thế gia khác xác thực mạnh hơn nhiều. Bất quá đoán chừng với yêu cầu quá phận của Vô Nhai Tử, Hồng Thiên Minh cũng không khỏi là rất khó chịu a. Nghe được lời Nhấp Đi, lòng Thiên Minh sắc mặt xanh mét. Trước giờ có tiểu tử thiên mệnh cảnh giới nào dám trước mặt hắn to tiếng. Hồng Thiên Minh nhìn thoáng qua Vô Nhai Tử, Nhấp Đi dám lớn lối như vậy, chỉ sợ tuyệt đối tự tin vào tu vị Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử là yêu ly nhất tộc, có rất nhiều bí pháp cường đại. Nếu thực sự đánh nhau, Long Thiên Minh cũng không nắm chắc phần thắng. Chúng ta đi. Long Thiên Minh hừ một tiếng, cả người lao đi. Nguyên một đám cường giả tiên truyền bên cạnh Long Thiên Minh nghe vậy đều tức giận đến sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ không thôi. Cứ như vậy rời đi, vậy cũng đơn giản là quá xấu hổ rồi. Thế nhưng lời của Long Thiên Minh, bọn hắn không dám không nghe theo. Tuy rằng cảm thấy phẫn nộ cùng xấu hổ, nhưng vẫn là đi theo sau lưng Long Thiên Minh. Một đám người lao đi cùng Long Thiên Minh lướt đến vài dặm bên ngoài. Nhấp Ly nhìn bóng lưng Long Thiên Minh, ánh mắt trở nên thâm sâu. Hắn thật không nghĩ tới Long Thiên Minh tại dưới yêu cầu vô lễ đến thế, còn dứt khoát nhịn xuống. Quả nhiên không đơn giản, người này so với tưởng tượng của hắn còn khó chơi hơn nhiều. Không nghĩ tới như vậy bị dọa chạy, nhân tộc quả nhiên đều là lũ nhát gan. Vua Nhai Tử nhìn bóng lưng Long Thiên Minh nói ra. Vua Nhai Tử vừa quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Ngữ căm tức nhìn hắn. Nhấp Ly cũng giống như cười mà không cười nhìn hắn. Phát giác mình lỡ lời, liền xấu hổ cười nói, ta cũng không phải nói các ngươi. Tuy rằng Vô Nhai Tử thực lực muốn trên Long Thiên Minh, nhưng mà tâm cơ không sâu. Tuy rằng biết rõ Vô Nhai Tử từ hư ảnh thần cung đi xa, nhất định sẽ đối phó với hắn và Tiêu Ngữ, nhưng Nhấp Ly không đem Vô Nhai Tử coi như là đối thủ. Ngược lại là Long Thiên Minh người này lại làm cho Nhấp Ly cảm thấy khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Tốt rồi, nơi đây thuộc về chúng ta. Vô Nhai Tử nhìn quét quanh bốn phía, người xác định phụ cận ở nơi này sao? Ta trước tìm xem. Nhấp Ly nói sao? Dù sao hiện tại thời gian còn chưa tới. Xa xa đoàn người Long Thiên Minh, thiếu gia, ta có chút không phục. Tên yêu tộc kia tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng mà chúng ta chưa hẳn không phải đối thủ của hắn, tại sao phải bỏ chạy? Một thủ hạ bên cạnh Long Thiên Minh phẫn uất nói, Long Lục, ngươi đối với quyết định của ta có ý kiến? Long Thiên Minh lạnh lùng nhìn lướt qua Long Lục, trầm giọng nói, không phải, thuộc hạ không dám. Long Lục lúc này lòng run sợ mà nói, thiếu liên yêu tộc kia chính là yêu ly nhất tộc đấy, không biết là cửu u nhất mạch hay là thần huyết yêu ly. Bất kể như thế nào, nếu thật sự đánh nhau, thắng bại khó nói trước, huống hồ đừng quên mục đích chúng ta tới đây. Long Thiên Minh ánh mắt lạnh lùng nói, tiểu tử kia quả thật có điểm cuồng vọng, dám dẫm lên trên đầu chúng ta, nhưng không cần phải cùng bọn hắn chính diện quyết đấu. Dù sao bọn hắn ở đây tìm cửa vào hư ảnh thần cung, bọn hắn đoạt chỗ chúng ta rất có thể phát hiện điều gì. Nếu bọn họ tìm được cửa vào, dù sao chỉ cần nhanh hơn bọn hắn là được. Nghe được Long Thiên Minh nói, nhãn tình một đám thủ hạ đều sáng lên, thiếu gia sáng suốt. Nhấp Đi hướng xa xa nhìn lại, phát hiện đám người Long Thiên Minh tuy rằng lùi ngoài dọi dặm, nhưng cũng không có đi xa, vẫn là cùng bọn hắn giữ khoảng cách cố định. Ý niệm trong đầu khẽ động, cái miệng mỉm cười rất nhanh liền minh bạch ý đồ của Long Thiên Minh. Xác thực Long Thiên Minh là một kẻ tâm cơ rất sâu, chỉ tiếc kẻ mà Long Thiên Minh đụng phải lại là hắn. Nếu như Long Thiên Minh cứ như vậy rời đi, có lẽ sẽ không có việc gì, nhưng mà nếu còn ở nơi đây muốn ám toán bọn hắn, vậy sớm muộn sẽ phải bị quả báo. Thời gian từng phút trôi qua, Nhấp Đi tiếp tục quan sát bạch mẫu kết giới bên ngoài hư ảnh thần cung thế nào. Vô Nhai Tử có chút lo lắng nhìn về Nhấp Ly hỏi, yên tâm, ta đã nhìn vào cửa vào Thiên Huyễn Mê Hồn Trận rồi. Nhấp Ly mỉm cười nói ra, trên thực tế Thiên Huyễn Mê Hồn Trận có chừng mấy trăm cửa vào, nếu muốn đi vào thì rất đơn giản, mấu chốt là khi đi vào có hay không có thể đi ra đại trận. Nghe được lời Nhấp Ly, Vô Nhai Tử lập tức vui mừng hỏi, chúng ta đã bây giờ có thể đi vào sao? Đi theo ta. Nhấp Ly nói ra hướng phía Thiên Huyễn Mê Hồn Trận bay vút đi. Xa xa đám người Long Thiên Minh, thiếu gia, bọn hắn có động tĩnh rồi, đang chuẩn bị tiến vào. Long Lục lập tức tinh thần tỉnh táo nói ra, tất cả mọi người đuổi theo. Long Thiên Minh trong đôi mắt hiện lên đạo hàn quang. Chương 383, đánh lén. Đằng sau có một bầy ruồi nhặng đi theo, muốn ta tiêu diệt bọn họ hay không? Vô Nhai Tử nhíu mày nói, hắn đã muốn buông tha nhóm người Long Thiên Minh,
nhưng không nghĩ tới những người này rõ ràng là ruồi trâu bậu xít không dứt nổi. Không cần, để bọn hắn đi theo đến bên trong thiên huyễn trận sẽ giải quyết. Nhiếp Ly mỉm cười lắc đầu nói, đi theo ta. Nhiếp Ly một đầu chui vào bên trong thiên huyễn trận, Tiêu Ngữ theo sau. Vô Nhai Tử quay đầu nhìn thoáng qua đám người Long Thiên Minh hừ một tiếng, sau đó cùng Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ chui vào thiên huyễn trận, ba người đồng thời biến mất. Thấy như vậy, Long Lục nhìn về phía Long Thiên Minh gấp giọng nói, thiếu gia, bọn hắn quả nhiên biết lối vào thiên huyễn trận. Ta đã thấy. Trong đôi mắt Long Thiên Minh xẹt qua một tia dị sắc, trầm giọng nói, tất cả mọi người đuổi theo. Sư sư sư, một đám người rất nhanh chui vào trong thiên huyễn trận. Ba người Nhiếp Ly tiến nhập thiên huyễn trận, xung quanh khắp nơi đều không ngừng biến hóa ảo giác. Khi thì rừng cây, khi thì một mảnh thảo nguyên, khi thì vực sâu, lúc lại hạp cốc. Quả nhiên không hổ là thiên huyễn trận. Trong nội tâm Vô Nhân Tử không khỏi thở dài. Tại bên trong thiên huyễn trận, hắn hoàn toàn mất đi phương hướng. Nếu không phải Nhiếp Ly mang theo, hắn cũng không biết đi hướng nào. Thiên huyễn trận sở hữu 1000 loại biến hóa, Nhiếp Ly cẩn thận cảm ứng khí cơ biến hóa bên trong trận. Nhìn thoáng qua, Vô Nhai Tử cùng Tiêu Ngữ khóe miệng nói ra, đi theo ta, chúng ta trước giáo huấn đám rùa nhặng kia một chút. Bọn người Long Thiên Minh tiến vào trong thiên huyễn trận, nơi này thiên biến vạn hóa khiến cho bọn hắn hoàn toàn mất phương hướng. Ba người kia đâu? Long Thiên Minh nhíu mày. Lúc này bên trong thiên huyễn trận đã hoàn toàn không thấy bóng dáng ba người Nhiếp Ly. Đáng chết, rõ ràng mất dấu vết. Tiến vào trong thiên huyễn trận, đầu óc của bọn người Long Thiên Minh liền choáng váng, không biết đi nơi nào. Hơn 30 người ở trong thiên huyễn trận đi quanh quẩn. Đúng lúc này, phía sau một đội ngũ một ảnh người chợt lóe lên, phù một tiếng máu tươi phóng ra, một cường giả thiên trừ cảnh còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh chết. Chuyện gì xảy ra? Long Thiên Minh quay đầu nhìn lại, cau mày, hắn cảm ứng được khí tức của Vô Nhai Tử. Nhưng chưa kịp phản ứng thì trên mặt đất một cỗ thi thể mà Vô Nhai Tử đã biến mất không còn bóng dáng. Vô Nhai Tử đang mượn lực lượng thiên huyễn trận đối phó với bọn hắn. Long Thiên Minh cực kỳ phiền muộn. Sau khi tiến vào cái thiên huyễn trận này, bọn hắn hoàn toàn trở thành kẻ mù. Bọn người Vô Nhai Tử đang ở địa phương nào cũng không biết. Phốc, sau lưng Long Thiên Minh lại có một cường giả thiên chuyển cảnh trực tiếp bị đánh chết. Đợi Long Thiên Minh quay đầu lại, Vô Nhai Tử lại tiêu thất vô tung. Thằng khốn, Long Thiên Minh tức giận chửi bới, trầm giọng hét, tất cả mọi người kết thành phòng ngự trận pháp, coi chừng bị đánh nén. Lúc này đây, cách bọn người Long Thiên Minh vẹn vẹn 200 mét, ba người Nhiếp Ly đang đứng bình tĩnh mà nhìn. Vô Nhai Tử xem như chịu phục Nhiếp Ly, nhìn bọn người Long Thiên Minh khẩn trương không khỏi nhìn về Nhiếp Ly nói ra, người đã làm gì, vì sao đứng gần bọn họ như vậy, bọn họ như mù lòa không nhìn thấy chúng ta. Nhiếp Ly cười nhạt, thiên huyễn trận huyền ảo đâu phải dễ dàng mà nhận ra, chẳng lẽ người thực sự đối với thiên huyễn trận rõ như lòng bàn tay. Vô Nhai Tử có chút không tin, dù sao đây là đại trận do một vị tượng cổ đại lăng bày ra, cho ta đầy đủ tài liệu ta cũng có thể bố trí được một cái trận pháp y chang. Nhiếp Ly cười nói, hướng xa xa hư ảnh thần cung nhìn. Thiên huyễn trận bên ngoài là đơn giản nhất, đột phá thiên huyễn trận thì có rất nhiều trận pháp cao thâm hơn bên trong. Chúng ta phải phá vỡ tất cả trận pháp mới có thể có tư cách tiến vào bên trong hư ảnh thần cung. Một khi phá giải tất cả trận pháp bên ngoài, đến lúc đó tất cả các người của các đại thần tông sẽ tiến vào. Nghe được lời Nhiếp Ly nói, Vô Nhai Tử hỏi, nếu như vậy bảo vật bên trong hư ảnh thần cung chẳng không phải là không có phần của chúng ta. Thực lực của Vô Nhai Tử coi như không tệ, nhưng đó là thực lực cá nhân, hiện tại còn có thêm các cường giả của các đại thần tông. Cho nên, trước khi phá trận, ta phải tạo ra một con đường bằng phẳng. Nhiếp Ly hướng nhóm Long Thiên Minh bên kia nhìn qua, đôi mắt có chút tế mị. Trừ việc đó ra, ta còn muốn đem tất cả những mối nguy hại khử trừ. Ta hiểu. Vô Nhai Tử nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua Long Thiên Minh ở xa, vỗ ngực nói, để bọn hắn cho ta xử lý. Vô Nhai Tử có bí pháp của Yêu Ly nhất tộc, bên trong thiên huyễn trận lại có Nhiếp Ly chỉ đạo, quả thực như hổ thêm cánh, vèo một cái hóa thành một vệt sáng hướng bọn Long Thiên Minh đánh tới. Chứng kiến Vô Nhai Tử ra tay, Tiêu Ngữ nhìn Nhiếp Ly nói, Nhiếp Ly, chúng ta đem nhiều như vậy nói cho Vô Nhai Tử có vấn đề hay không, vạn nhất hắn muốn động thủ đối với chúng ta, nhất định chúng ta không có khả năng phản kích. Yên tâm đi, trước khi đến hư ảnh thần cung hắn sẽ không làm gì chúng ta. Thế lực cực của chúng ta tiến vào hư ảnh thần cung
nhất định chỉ có con đường chết, còn phải nhờ vào thực lực của hắn. Nhấp Ly nói, hắn hiểu được đây là đang đi trên dây, nhưng mà có thể mau chóng nâng cao thực lực bản thân phải liều. Phốc phốc phốc, Ngô Nhân Tử liên tục chém chết 6 thủ hạ của Long Thiên Minh, 6 cường giả thiên truyền cảnh. Hỗn đản, Long Thiên Minh gào thét, thúc giục lực lượng cơ thể hướng Ngô Nhân Tử đánh tới. Oành, một cỗ lực lượng cuồng bạo lộ tung, tạo thành hố sâu lớn trên mặt đất. Mấy cường giả thiên truyền cảnh bên cạnh bị chấn động bay ra ngoài. Ngô Nhân Tử khẽ rên một tiếng lại biến mất trong thiên nguyễn trận. Sau một lát đã hiện bên cạnh Nhiếp Ly, bôi vết máu ở miệng, trầm giọng nói, thực lực người này vượt qua khỏi sự tưởng tượng của ta. Không ngờ tới Ngô Nhân Tử lại bị chịu thua thiệt trước tay Long Thiên Minh. Nhiếp Ly nhíu mày, xem ra hắn đã đánh giá quá thấp thực lực Long Thiên Minh. Cùng Ngô Nhân Tử đánh một trường, Long Thiên Minh chỉ lui về phía sau 2 bước, toàn thân tỏa ra khí tức cuồng bạo. Ngó nhìn bốn phía, cả giận hừ một tiếng nói, Tiêu Ly nhất tộc ngươi chỉ có chút bổn sự, có giỏi thì cùng ta đối chiến, cứ như con chuột trốn thì có gì bản lãnh. Nhấp Ly nhìn thoáng qua Ngô Nhân Tử hỏi, thực lực Long Thiên Minh rốt cuộc cấp độ nào? Ngô Nhân Tử lắc đầu nói, không rõ ràng, cảm giác như là thiên chuyển cửu trọng, nhưng so với thiên chuyển cửu trọng bình thường mạnh hơn, rõ ràng là một nhân loại. Tại sao ta có cảm giác có chút quen thuộc như vậy? Lực lượng yêu huyết, chẳng lẽ tiểu tử kia có người ở trong yêu tộc giúp cho hắn hoàn thành yêu huyết tế hay sao? Hơn nữa cái cường độ yêu huyết tế này thực không đơn giản.